Dì Út, mẹ con Thi đã không còn người thân thích nào, nên gia đình tôi xin phép đưa di ảnh của mẹ con Thi về để cho thằng Lâm thờ cúng cho phải đạo nghĩa. Dì Út với anh Tân đại diện gia đình chị Thủy, thấy sao? Tôi nghĩ chúng tôi có thể thờ cúng cô Thủy và Thi được, không cần phiền tới gia đình của ông làm gì. Quang, đúng là theo đạo nghĩa thông thường, con Thi vẫn còn là vợ của thằng Lâm thì để thằng Lâm thờ cúng. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, nếu các người muốn chuộc lỗi thì tôi cũng không ngăn cản. Nè Dì à, gia đình tôi đề nghị việc thờ cúng này để tròn đạo nghĩa, sao dì lại nói như vậy? Thôi mà bà, đừng tranh cãi ồn ào không hay đâu. Vậy thôi, tôi về trước với thằng Lâm. Ông muốn ở đây làm gì thì làm, tùy ông. Con xin phép cả nhà con đưa cô về. Dạ cô xin phép. Có quá nhiều hiểu lầm, mọi người đã không chịu tin thì tôi có giải thích cũng vô ích. Gia đình tôi chỉ làm những việc cho là đúng và không thẹn với lòng mà thôi. Chào dì, chào mọi người, tôi về. Dạ. Dì Út, sao dì không để cho họ thờ cúng đi? Con thật sự muốn biết họ thật lòng hay chỉ là giả tạo đóng kịch để che đậy bản chất xấu xa tham lam của họ. Anh hai cũng thiệt tình, cứ để bổn thờ đi, dành chi không biết nữa. Ủa sao? Hả? Giờ này còn thái độ nữa hả? Thái độ gì? Nhìn di ảnh của cô Thi đi, rồi có thấy tội lỗi không hả? Hả con người đại nghiệp chứ. Nói cái gì vậy? Nè, tôi làm gì có lỗi? Bà không thấy bà có lỗi hả? Lỗi gì? Tôi không có lỗi gì hết á. Trời gì? Nè, sao lại không có lỗi chứ? Anh hai, còn gì nữa? Sao vậy? Lúc con Thi còn sống, vì cùng với hai người này gây ra bao nhiêu chuyện có lỗi với con Thi rồi. Thôi mà, người chết cũng đã chết rồi, sao ông cứ nhắc hoài vậy? Nhưng dù sao bà, con Linh và dì Hiếu cũng nên thắp nén nhang xin lỗi con Thi cho đàng hoàng đi. Đốt nhang. Dạ. Dù trước đây có nhiều mâu thuẫn đi chăng nữa, nhưng sự thật tôi cũng đã vu oan cho con Thi. Bây giờ người cũng đã mất rồi, coi như mọi chuyện kết thúc hết từ bây giờ. Thi ơi Thi, dì xin lỗi con nha. Con bỏ qua hết chuyện cũ cho dì nha. Ê đừng về tìm dì nha. Ê, thế gian này không có gì vui đâu. Con đi đầu thai đi ha, kiếp khác sướng hơn nha con. Ông ơi, ông chủ, ông sao vậy? Ô, anh hai, dì ông xuống đi. Dạ, lấy nước nha. Dạ. Chút thôi. Cẩn thận đó. Cảm ơn chị đã trả anh Lâm lại cho tôi.
tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.